Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì hôm nay mình làm clip nói về con tướng tiếp theo. Thì sẵn mình dự đoán cái bá tiếp theo luôn. Thì theo mình dự đoán á, là cái bá tiếp theo thì một trong hai con là sẽ quay vé đen hoặc vô bát là con Tatsumaki và con Vaximin V2. Tại sao mình khẳng định như vậy? Tại vì thứ nhất là những con còn lại là con Draenei thì nó đã nhá hàng trên trên fanpage là nó sẽ mua trong cái chợ ưu đãi này hoặc là nó ra trong hội. Nói chung là nếu mà nó ghi là trong hội ưu đãi thì mình không biết cái hội ưu đãi là cái gì. Còn mà nếu mà trong tại vì trong trong game đây là mình thấy chỉ là có cái chợ bí ẩn hoặc là cái ưu đãi thì mình thấy chưa ưu đãi thì cứ xem này thôi. Thì con Draenei nó đã nhá hàng rồi thì chắc chắn nó sẽ không mua bát. Và cái tiếp theo nữa là con Tatsumaki, con Maximen, con Sonic và con Gwin và cái con anh em nhỉ, con Gwin đó là còn lại là 5 con. Thì nếu mà ra Sonic á, ra Sonic tiếp á thì những người mà lấy Amai sẽ rất là bức xúc, tại vì lấy Amai hoặc Onivemai hiện giờ rất là bức xúc, tại vì nếu mà ra hai con bút tóc á là rất là mất cân bằng trong cái thời điểm hiện tại. Và đặc biệt nữa là những người dùng mảnh quái nhân để nâng cấp mũi á, thì hầu như là không thể dùng cho Sonic được nữa. Và ngồi ra nếu mà ra như vậy thực chất á là Vinagame làm chệch meta lắm, chệch meta rất là nhiều, nên mình nghĩ là họ cũng phải cân đối cân bằng cho cái việc mà ra 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 nhân vật mới nó sẽ như thế nào. Còn tiếp theo là con Gwyn, là sao mình đang lo là nó đẩy tiến độ cho con Gwyn lên. Thì thực chất hiện giờ để mình nói nha, là con Gwyn là một trong những con đi PvP hàng đầu trong cái thời điểm mà trước khi ra những con SR cộng, mà kể cả ra mấy con SR cộng nó vẫn là một trong những con top PvP hàng đầu. Mà giải thích tại sao, tại vì kỹ năng của con Gwyn á là nó sẽ chón từ 2 cho đến 3 mục tiêu nếu có siêu được kỹ, mà ngoài ra nếu bạn có thẻ thanh lịch thì nó sẽ chón tới 4 mục tiêu. Đấy là một trong những con mạnh nhất khi đi PvP luôn, kể cả sau này bạn đi cơ mật mà bạn có Gwyn vẫn dùng bình thường. Và ngoài ra khả năng của nó chi kích trọng thương có y như thằng Raru. Đấy, nó rất là mạnh nếu mà nó ra cái thời điểm này. Đấy, mà nó không ra Tatsumaki hay không ra con Vaximen thì hiện giờ đi PvP rất là nhiệt. Đấy, ví dụ như bạn biết Gwyn vô mà bạn có đồ hình Genos Makrower, bạn có mũi là hầu như mà bên nào đánh trước là hầu như là bên đó ăn. Đấy, mình nói thẳng luôn, con Gwyn bên nào đánh trước là con bên đó ăn. Nếu mà ra con Gwyn thì nó sẽ rất là mất cân bằng. Ngồi ra ra tiếp là con em gì, con nếu mà mình nghĩ là nếu mà nó ra để cho đỡ mất cân bằng là ra cái con gì mà của anh em gì với con Gwyn á cầm cái kiếm á, thì ra cái con đó nó sẽ nội tạng là búp khiên đá bình thường, nó cường hóa khiên lên màu vàng, thì con nó không ảnh hưởng gì tới sức mạnh trong 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 cái game này đó. Có thì có, không có thì thôi. Đấy thì mình nghĩ là ra phiên bản sau là hợp lý nhất, mà để cho đam mê mọi người đi đồ hình đam thiêu đốt nhất là ra con Vaximin V2 và con Tatsumaki V2 là hợp lý nhất. Đấy thì riêng con Draenei thì nó đã nhá trên fanpage rồi thì không nói gì nữa. Thì mình nghĩ tiếp theo là đầu tháng là cho vé đen con Vaximin V2 đi, và cho con Tatsumaki Vobat là cho giống bên Nhật, hoặc là đảo lại hai con, nói chung là một trong hai con nào cũng được. Nhưng mà hai con đó thì nếu mà tháng sau mà thực sự nó ra được là nhiều anh em thật sự là rất là sẽ tốn tiền. Tại vì sao? Con Tatsumaki là nó sẽ là đam chủ lực ở bên anh hùng, là một một trong những con đam AoE, là gọi là đam toàn đội hình đó, mạnh nhất và khắc chế cao bom thì bạn chắc chắn bạn phải lấy rồi. Và con Vaximen cũng có hiệu ứng trường lực mà nó đam một phát nó nổ đam liền, là một trong những đam chủ lực đam toàn đội hình ở bên đội hình quái nhân hiện giờ. Tại vì nếu đội hình quái nhân hiện giờ thì con Goketsu đam không thấm vào máu nữa, tại vì nếu có hai con đó bạn mới được vượt được cái những cái ải ở trong cái thử thách ảo cảnh nè, thử thách ảo cảnh thiên phú để nó bóp giáp đó. Thực sự nếu bạn không có các bạn quýnh không nổi, bức giáp rất là dày các bạn cũng không nổi, thì nó sẽ là hai con đam chính. Ra gì sẽ rất là cân bằng là ở đam quái nhân và đam anh hùng, tại vì đợt trước là sẽ ra hai con anh hùng xong rồi ra tới con quái nhân là con muỗi, và đợt này là nó nhá hàng con Draenei nó sẽ là anh hùng, thì tiếp theo là con anh hùng, thì con quái nhân nữa, là mình nghĩ là nó sẽ đúng với hiện tại. Và sau khi ra con Tatsumaki và con Gwyn thì nó ra mình nghĩ là tiếp theo nó sẽ là Cobom. Cơ bom nó sẽ rơi vào khoảng cỡ tầm tháng 9 và tháng 10, và hai con cuối cùng sẽ xuất hiện là con Gwyn và con Sonic và con bạn của con Gwyn, thì nó sẽ là hợp lý. Đấy, chứ so với cái meta hiện tại, nếu mà hiện giờ mà đẩy Gwyn lên á, đẩy Gwyn họ mình nói chứ còn đẩy Gwyn và đẩy Sonic lên
vào tháng sau hoặc là vô chi viện thuộc, thì thực sự mà nói á, là thực sự là hủy diệt meta. Tại vì nếu mà có Yuwin là hầu như bỏ chó hết, mình khẳng định luôn, nếu mà có Yuwin đó là hầu như người ta sẽ đổi hết. Tại hiện giờ con chó đang rất là mạnh, kể cả là ra mũi hay ra gì con chó nó đá, bạn để lên trước thì bị con chó đá chết, mà các bạn để đằng sau thì bị con mũi đá chết đó. Nói chung là bạn để trước sau gì cũng chết. Nhưng mà nếu ra mà ra hệ con Tatsumaki và con Vaximen là sẽ phế được con Zombieman và con Phoenix, là nó rất bá đạo hiện giờ. Và tại sao mình nhấn mạnh thêm nữa là sẽ ra ra hai con có hiệu ứng trường lực, tại vì vào ngày mai là ngày 25 nó sẽ ra chiêu mộ chỉ định con cho dê quái nhân là con Dam SSR quay bằng phía đỏ có hiệu ứng trường lực đấy, sẽ có hiệu ứng trường lực. Và ngồi ra là con này thì hầu như nếu mà quay bằng phía đỏ mình nghĩ là khó lắm. Tại vì nếu mà quay con này mà quay bằng phía đỏ, tại vì mới tuần trước á, là tuần trước hay tuần trước nữa nó mới ra cái quay để mà nhận 10 mảnh vạn năng tốn 50 mảnh đỏ á. Thì hầu như bây giờ mình nghĩ nếu mà bây giờ hầu như không ai tích được 180 vé á, nông dân á, thiệt nếu mà nông dân nó không ai tích được 180 vé á, tại tuần trước mình nó mất hết 50 vé rồi, 50 vé để lấy 100 rồi, mà kiểu mà quay 60 vé như quay 66 vé như thế này quay không bao giờ có được, mà nói thẳng với bạn luôn. Và nó là một phần nữa mình cũng không đam mê con cho dê nó nhiều lắm, cho lắm có thì có, không có thì thôi đấy. Và mình coi thử nó có trong vé đen không, để mình coi thử, để mình coi thử nó có trong vé đen không, là nó có trong vé vé đỏ nè, đây vé đỏ là có nó nè, vé lam là không có, vé vàng không có nè, vé đen thì mình chưa 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 biết, nó chưa hiện thì mình không biết nó có hay không, nhưng mà mình hy vọng nó có luôn để người ta sở hữu cho nó dễ chơi đó. Và còn còn một câu hỏi nữa mà bạn cũng hay hỏi trong hội của mình và nhiều bạn cũng 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 đăng lên hỏi trên YouTube là SR cộng á, là nó có ra chi viện anh hùng hay không. Mình giải thích nó sẽ có, nhưng mà giá nó sẽ khác so với chi viện thường. Tại mình giải thích vì sao, nếu mà các bạn quay một con SR cộng thì nó như một con SR bình thường, nó cũng 180 vé để ăn bảo hiểm và nâng cấp lên thức tỉnh một. Nhưng nha, mà nói nhưng, để mà nâng cấp lên thức tỉnh hai, ví dụ như một con bạn này thì lên thức tỉnh là thức tỉnh hai đó, thì nó sẽ tốn cái nó tôi sẽ tốn cái phôi gọi là phôi anh hùng quái nhân, là nó phôi y như thế này đây, cái phôi nó biểu tượng nó sẽ y như thế này nè, nhưng mà cái con này biểu tượng anh hùng quái nhân. Bạn sẽ cần tốn bốn cái mảnh đó để nâng cấp lên thức tỉnh một, và nếu mà thức tỉnh hai bạn sẽ cần cũng bốn cái mảnh đó và hai cái phôi. Mà cái phôi đó nếu bạn hên, trong trường hợp bạn quay đủ hai cái phôi và ở trong con trước bạn lấy đủ bốn cái mảnh này, và bạn bạn sẽ nâng lên được một con SR thức tỉnh mát. Còn nếu không nha, mình trong trường hợp nếu không thì bạn phải chờ 2 tháng hoặc là 1 tháng gì đó, 1 tháng sau nó sẽ là gọi là comeback đấy, thì bạn sẽ mới quay lại được, mà bạn cũng phải bỏ 180 vé. Nên nhiều người người ta nói là quay một con SR cộng là mất hết 360 vé, là lý do tại sao. Nhưng mình có những con không cần lấy, là như con Kabuto, con đồng đế, con King và một số con khác. Nói chung là có những con không cần lấy, nhưng có những con bắt buộc phải lấy nếu bạn đam mê bạn chơi, là con chày. Có nhiều người phân tích rồi, cái này mình phân tích mình chỉ giải thích thôi. Và tại sao xảy ra chi viện anh hùng thì mình giải thích. Ở tất cả cái server, ví dụ như server Trung hay server Trung Quốc hay là server gì hết, là người ta đã ra đầy đủ hết rồi. Nếu mà không ra chi viện anh hùng thì mình thật sự là tháng sau, ở cái năm sau á, mình sẽ ra rất rất là chậm. Ví dụ như bây giờ còn bây giờ là mới có tháng 7 đi, là nó ra bên kia là nó ra con gì mà người khổng lồ ăn thịt, rồi con anh hùng mà nuốt nuốt quái nhân gì đó, nuốt nuốt quái nhân. Thì nếu mà ra con tiếp theo là còn tháng đầu tháng 8 là một con nữa, tháng 9 là hai con, tháng 10 là ba con, tháng 11 là bốn con, tháng 12 sẽ là năm con, và qua năm là tháng 1 lại nữa, tháng 1 năm 2023 sẽ là 6 con. Thì nếu mà không ra nữa, mà so với những con mà mình chưa có, là cái list mà danh sách SR cộng á, nó hơn tới 15 con. Nó hơn tới 15 con trên đầu ngón tay rồi, thì mình sẽ rất là chậm so với khi vừa khác. Cho nên chắc chắn luôn nó sẽ ra chi viện anh hùng hoặc là nó ra một cái gì khác để mình sở hữu những con XR cộng, và giá nó sẽ cao hơn. Thì mình nghĩ nó sẽ tầm 500, giá nó cũng sẽ tầm 500 cho đến 700 thôi, nó không chênh lệch nhiều. Và ngồi ra cái cục tốc ở đây nó sẽ là cục tốc 36 hoặc cục tốc 38, tùy theo server nó cho thôi. Thì nó sẽ nâng nâng cấp cái quà này lên, và cái giá trị nó tương đương với một con tướng mà bạn sở hữu. Đấy, ví dụ như một con thức tỉnh một, nó cũng như một con mình quay vé cũng 180 vé đen, mà nó cũng 180 vé đen. Nhưng này, trong khi mà nhận, ví dụ đúng không,
Hay mình mở trong cái phần chiêu mộ đâu, hình như bây giờ nó mất cái phần chiêu mộ rồi, nhưng trong cái phần mà bạn quay á, bạn sẽ nhận được cái phôi, trong cái phần quay bạn sẽ có tỷ lệ rõ ràng, chỗ này nó sẽ ra cái tỷ lệ, bạn sẽ có tỷ lệ quay ra bao nhiêu lần mảnh, bao nhiêu lần ra phôi, và bạn sẽ nhận quay đúng cái tỷ lệ đó. Ví dụ bạn quay đủ 5 lần tích tính một, bạn vẫn có thể tích những cái mảnh anh hùng quái nhân đó cho cái con sau đấy. Nếu là mình giải thích về cái chi viện anh hùng và cho mấy bạn định hướng ở cái đầu tháng 8, tại đầu tháng 8 nếu mà các bạn hiện giờ mà để các bạn chi tiền thật sự rất là hao, so với đầu tháng 8 là sẽ ra rất nhiều con bạn cần lấy và nhiều con bạn rất các bạn cần bỏ vé đen ra để chơi. Và nó là hai hệ, nó nếu mà ra trong trường hợp mà ra Tatsu Baki với lại ra con Vaximin V2 thì nó là hai con chủ lực cho anh hùng và chủ lực cho quái nhân, để hai team nó sẽ cân bằng khi mà các bạn đi đánh. Đấy, thì cảm ơn mấy bạn đã theo dõi clip và mong các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc. Và chắc ngày mai là ngày 22 rồi, thì mình sẵn chúc mấy bạn đầu tuần gặp nhiều may mắn luôn. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã theo dõi clip. Thì mấy bạn cần mình giải đáp hay cần làm video về chủ đề gì mà liên quan tới game Wonder Man thì mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ và trả lời trực tiếp trên YouTube. Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ.